mẹ thật sự xấu hổ với hai đứa luôn đấy. Cha mẹ xấu hổ. Lại còn không xấu hổ nữa. Đi vào nhà bà, mẹ đã bảo là lâu lâu gặp bà thì phải chào to rõ ràng lên. Thế mà vào hai chị em không đến là mở cái mồm ra mà chào, để mẹ nhắc mới chào. Mà bà con chào mà con đấy. Chào nó phải để mẹ nhắc. Mẹ bảo là đi vào đấy tự chào cơ mà. Nope. Người nó phải nói ở nhà dạy đi dạy lại rồi thì phải nhớ bằng e chứ. Sao cứ phải để nhắc đi nhắc lại thế? Sao mẹ phải xấu hổ? Vì con mẹ MVP, mình mới có một đống kẹo để mang về đây này. Lại nói cái vụ kẹo này, mẹ quá xấu hổ về con luôn. Ai đời kẹo bà chỉ bày ra mời lơi thôi. Có bao nhiêu đứa trẻ con ở đấy. Thế mà hai chị em lao vào lấy hết sạch kẹo luôn. Không để cho ai một tí nào cả. Người ta chỉ lấy một hai cái thôi. Này, cầm cả túi mang về đây này. Đứa nào để lấy tay sách nách mang này. Quá là ngại luôn. Chị à, ngoan quá. Chị Miu ơi. Mình sẽ đi về
lấy kẹo ăn. Bệnh cho bé nhà em cái bao nhiêu tiền thì em cũng gửi luôn á. Con gái là hàm răng mái tóc, để tóc thì đã dễ che rồi, bây giờ lại hàm răng mà không được nữa, làm sao mà lấy được chồng của bác sĩ? Đúng rồi đấy, nhưng mà muốn răng chữa hiệu quả thì đây này. Trời ơi, em đã bảo là hết bao nhiêu cũng được mà, loại thuốc nào mà tốt nhất thì đưa cho bé nó dùng. Mà cái loại thuốc nào mà giống vị kẹo càng tốt thì bé nhà em nó đam mê kẹo lắm. Ừ thế thôi, đây bác khám cho. Bác lấy dụng cụ xem nào. Này nó cậy được không ta? Thôi chắc không cậy được bác. À biết rồi. Con nhìn nhá. Đây là cái hàm răng của con bây giờ. Con sẽ bị sâu răng này này. Răng này nữa này. Đấy. Thì dần dần nó sẽ bị râu hết cái hàm này. Thế là bác phải nhổ hết cái này. Nhổ cái này nữa. Nhổ thế làm sao mà có răng cháo?
cái tình trạng lặng quá thôi. Còn răng cháu là tiêm thuốc xong rồi tắt thuốc và khỏi mà. À. Đây bác ạ. Tiêm cho nhá. Ôi bác ơi bác đừng tiêm cái này đau lắm. Tiêm cái này nhá. Cái này được được đấy. Có phải là cứ răng bị bệnh là mình phải đi khám đâu. Người ta khuyên là 6 tháng đi khám nha khoa một lần cơ mà. Răng con bây giờ đang đẹp như này, mẹ nghĩ là đi khám để xem bác sĩ bảo là bổ sung món ăn gì thì tốt cho răng của con thì mình khám thôi, không tiêm đâu như chị ý đâu. Đây bác tiêm cho. Mẹ cứu con. Cái gì bà ơi? Ôi dồi ôi, bác sĩ ơi. Để cho tôi hỏi cái ống tiêm này thì sẽ tiêm vào đâu hả bác sĩ? Răng. Tiêm vào răng, sao tôi thấy cho vào cánh tay của con tôi vậy? Tiêm vào đấy thì nó sẽ chuyển lên răng mà. Vừa bác sĩ bảo tiêm vào răng, bây giờ lại tiêm từ tay xong chuyển lên răng. Kiểu giống như là tim tìm đến khớp à? Hay khớp đắp vào tim à? Đúng không? Làm cái gì ta? Mình mới làm được một ngày xong. Mấy đứa kia nó không nói gì mà sao mẹ con này nó nói được ta? Cái gì vậy? Bác sĩ có bằng không vậy? Có. Chắc chắn là có bằng không? Có. Tôi thấy phòng khám này là cũng mới mở được vài hôm nay thôi này. Đâu, mở được mấy năm rồi nè. Má, bác sĩ nói vòng vo tôi mới nghĩ đến á. Không có cái ống tiêm cho người nào mà nó có kích thước như thế này cả ấy bác sĩ ạ. Tôi quên mất tôi lấy ống tiêm cho chó nhà tôi. Hả? Cái gì? Ống tiêm cho chó? Cái này chắc là bác sĩ cho chó ăn đúng không? Trời ơi, bệnh viện kiểu gì, phòng khám kiểu gì, không đảm bảo uy tín mà đã mở phòng khám như thế. Con ơi, con không phải khám nữa. Đi về mẹ dẫn cho con đi cái phòng nha khoa khác chứ không cho con. Ở đây. Đúng rồi mẹ, về đi mẹ. Chú tiêm kiểu này, ngoảm đấy. Easy. Bye bye, bác sĩ đi. Quay lại đi, bác giảm giá cho. Yên tâm đi, bác thử nghiệm nên cháu là người thứ hai rồi đấy. Người kia